Chào các bạn, mình là Ninh Táo. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục việc viết hoành phi. Thế thì các bạn sẽ phải gập giấy. Trước khi viết hoành phi, chúng ta sẽ phải gập giấy để tạo ra những cái ô ly. Và mình sẽ viết chữ Hán vào trong những cái ô ly này để nó cân đối vào trong cái bố cục của một chữ, giúp chữ Hán mình nó thẳng hàng, rồi là cân đối với những chữ Hán còn lại, tạo ra một bức tác phẩm hài hòa, cân đối, bố cục đồng đều. Thế thì với bức hoành phi mà có 3 chữ như thế này thì các bạn sẽ cần phải gập giấy theo dạng so le. Đấy, gập bên này và gập bên kia, lộn lại gập, phải lộn đầu lộn đuôi lại để gập, để căn làm sao cho nó đều nhá. Đây mình đã phải căn, và mình bình thường mình gập hoành phi 4 chữ thì mình chỉ gập mất trong vòng khoảng 30-40 giây thôi, vì gập quen rồi. Còn với gập hoành phi mà 3 gọi là 3 chữ ấy thì mình cần phải căn và mình mất thời gian hơn. Là chúng ta căn làm sao mà đừng để nó bị méo, bị lệch. Sau khi gập được rồi thì các bạn sẽ căn lề nhé. Đấy, nó sẽ có một cái lề, thì là lề trên và lề dưới. Ở giữa gập trước, sau đó là bình thường thì mình sẽ căn lề khoảng 3 phân, tức là khoảng 3 cm. Với bức hoành phi mình sẽ viết chọn nội dung, đó là Đức Lưu Quang. Đức Lưu Quang là một những cái gọi là trong bức hoành phi mà được gọi là lưu hành thông dụng ở trong những nhà thờ họ, rồi là từ đường. Đấy, trong gia đình chúng ta cũng có thể treo bức hoành phi này để thờ. Thì nếu mà bức hoành phi Đức Lưu Quang này chính xác thì nó sẽ gồm thêm một chữ nữa, đó là chữ Hậu. Đức Hậu Lưu Quang mới là đủ nghĩa. Tuy nhiên thì mình cũng có thể viết tắt là Đức Lưu Quang cũng được. Chữ Đức này thì có một bài thơ để nhớ được chữ Đức, đó là chim chích mà đậu cành tre, thập trên từ dưới nhất đè chữ Tâm. Mình có bộ Tâm phía bên dưới. Đấy, có các nét chấm thì các bạn chú ý viết các nét chấm này được viết theo một đường chéo lên trên. Ba nét chấm. Bên trên là bộ Thập, bên dưới là chữ Tứ. Đấy, tiếp tục là từ chữ Nhất. Tiếp theo mình sẽ viết chữ Lưu các bạn nha. Lưu này có ý nghĩa là chảy từ đời này sang đời khác. Đấy, truyền từ đời này sang đời khác. Đức Lưu Quang có ý nghĩa là đức trạch cao đầy, có ảnh hưởng sâu rộng, con cháu nhiều đời được hưởng phúc đức. Nếu mà đúng thì sẽ là Đức Hậu Lưu Quang. Đấy, thêm chữ Đức Hậu nữa, Đức Dày nữa. Lưu Quang, lưu lại và tỏa sáng đối gọi là muôn đời sau. Nếu như chúng ta hiểu đơn giản thì Đức Lưu Quang là đức độ tỏa sáng muôn đời. Đấy. Ca ngợi là chữ Đức, đấy, sự lưu truyền tới đời sau, chữ Lưu. Đấy, và chữ Quang là tỏa sáng. Thì chữ Quang này thì các bạn lưu ý cho mình là viết chính xác là viết bộ tiểu phía bên trên, sau đó thì là phẩy nhẹ phía bên dưới này. Phẩy sau đó thì là sổ cong móc. Đấy, tăng nhẹ được tay lên và đưa móc. Chúng ta nhớ là đưa móc thì nhấc cao ngọn bút lên một chút để móc nhọn lại. Đức Lưu Quang, chúng ta sẽ viết lạc khoản ở phía bên tay trái. Lạc khoản thì vẫn viết là Quý Mão Niên các bạn nhé. Còn gọi là tháng 10 thì chúng ta vẫn ghi là Mạnh Đông. Đấy. Thế thì đây là một bức hoành phi mà mình viết ở trên nền giấy vàng, giấy xuyến vàng và mực đen. Đức Lưu Quang, 3 chữ. Các bạn chú ý gập giấy, căn nề, đóng dấu triện và phần lạc khoản. Chúng ta cùng xem qua một chút bức hoành phi Đức Lưu Quang này được viết từ phải qua trái. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu các bạn cây bút mình sử dụng. Các bạn nhớ follow kênh để có thể xem những video mới nhất nhé. Chào các bạn nha, mình là Ninh Táo. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu với các bạn là cây bút mà mình sử dụng viết đại tự.
Thì đây là một cây bút, một cây bút đại tự thì đã là một cái phiên bản mới rồi, nó là màu đen và có thêm một cái lớp sơn ở phía bên ngoài bóng. Ở đây thì cái lớp sơn này nó sẽ giúp cho các bạn viết những cái mực nó bám ở phần phía bên trên này ấy, các bạn có thể tẩy được đi rất là nhanh. Chúng ta chỉ cùng giấy chúng ta lau đi một chút là được. Với phiên bản cũ thì nó là gỗ cho nên nó sẽ bị bẩn. Đấy, bẩn nhanh. Thế thì bây giờ đã tráng thêm một cái lớp sơn ở phía bên ngoài của gỗ này rồi thì các bạn lau đi nó rất là nhanh nhá. Tiếp theo thì cái này thì bút đại tự này xoát phong của nó là 6 6 cm và mình thường sẽ sử dụng cái loại bút này để viết ở trên những cái bức hoành phi kích cỡ chữ khoảng 20 tới 25 phân. Đấy, thì là những cái bức hoành phi phổ thông, cỡ chữ cũng dạng phổ thông. Đấy, còn nếu như mà dạng chúng ta muốn viết chữ to hơn thì chúng ta phải sử dụng cây bút mà xoát phong của nó dài hơn một chút. Mình ví dụ như là cây bút khoảng 7,2 phân như thế này. Đấy. 7,2 phân thì cây bút này hiện tại bên mình còn có 6 cây thôi và mình giữ lại khoảng 2 cây để viết. Thì có khoảng 4 cây để cho các bạn. Bạn đang có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ với mình nhé. Thì đây là một cây bút mới và nó có nhà sản xuất họ có làm để keo để nó dính lại để nó bảo quản được cái sợi lông. Thì muốn có một cây bút lông tốt thì chúng ta cần phải nhìn về phía bên ngoài của nó, gồm bốn cái yếu tố, đó là tiêm, tề, viên, kiện. Thì tiêm đó là nhọn và tề của nó là các sợi lông này nó đều nhau. Đấy. Đấy, còn viên ở đây tức là chúng ta sẽ tròn nhé các bạn nhé. Tròn sợi giống như bút măng như thế này. Đấy, các sợi lông này nhìn nó có nhiều cái lớp lông, nó rất là cứng cáp. Và cuối cùng là kiện, tức là nó cái độ đàn hồi, độ khỏe của sợi lông khi chúng ta viết những cái đoạn móc, nghiêng móc hay là nằm móc hay là sổ thẳng từ trên xuống và nó không sợ nó bị cong hay là bị méo lệch đi. Đấy, và nó không thể trở lại bạn gọi là trạng thái ban đầu được nữa, thì đấy là những cái cây bút mà nó không có được cái độ khỏe. Còn riêng cây bút này thì có độ khỏe của nó là khi các bạn viết những cái nét nghiêng móc, nằm móc hay một số những cái nét sổ xuống phía bên dưới, hoàn toàn sợi lông vẫn có thể trở lại trạng thái ban đầu để chúng ta tiếp tục hành trình viết những cái nét còn lại để tạo ra một chữ án hoàn chỉnh. Rồi, như vậy là đây là một cái bút lông nhất hào. Tiếp theo thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn loại mực đỏ. Thực ra thì mực đỏ mình ít dùng nhưng vì đây là dịp Tết cho nên là mình sẽ nhập thêm một chút về phần mực đỏ này về và sẽ biểu diễn một số những cái tác phẩm bằng mực đỏ. Thì những hoành phi mà sử dụng mực đỏ thì thực ra nó cũng sẽ hơi kén một chút với những người chơi và cái nơi mà treo những cái bức hoành phi bằng mực đỏ. Nhưng ở đây thì mình sẽ viết một số những cái chữ đơn lẻ để chơi ở trong thư pháp. Ví dụ như một số những chữ hợp thể, hợp tự. Đấy. Ví dụ như là chiêu tài tiến bảo mình sẽ viết cái chữ đấy chẳng vậy, hay là một số những cái chữ Hán mà hợp nhất của các chữ nhỏ phía bên trong vào thành một chữ Hán lớn. Đấy, hoặc một số những cái chữ Hán thử thách, ví dụ như 72 nét hay 140 nét hay một số những cái chữ Hán nhiều nét hơn thì mình có thể sử dụng mực đỏ này để viết để làm cho cái nét chữ nổi bật, và chúng ta có thể chơi những cái loại chữ mà có nhiều nét như vậy để treo. Đấy, treo tranh, treo trong nhà để thưởng thức nghệ thuật về thư pháp các bạn nhé. Loại mực đỏ này thì các bạn vẫn phải pha với nước. Mực đỏ vẫn phải pha với nước các bạn nhé. Chai mực đỏ này là mình đã dùng và để ở trong kho. Đấy, các bạn nhìn thấy là nó đã gọi là hơi bạc bạc một chút cái màu trắng ở đây rồi các bạn nhìn chưa ạ? Chứ còn về nguyên chất của nó, cái gọi là cái chai mực này nhá, về nguyên chất của nó là nó sẽ là màu đỏ au hết. Nhưng ở đây mực này là mình cố ý mình để nó lâu như vậy, khoảng hơn 1 năm rồi. Mình cố ý mình để như vậy để xem là lát nữa mình đổ mực ra, pha mực và viết cho các bạn xem thử xem mực đỏ này có để được lâu và chúng ta có thể viết được nó, chất lượng của nó vẫn đảm bảo như gọi là mới hay không. Thì với cây bút này thì bây giờ mình sẽ ngâm ngâm khoảng 3 tiếng các bạn nhé. 3 tiếng. Các bạn nhớ 3 tiếng các bạn nhé. 3 tiếng sau chúng ta sẽ hẹn gặp lại và mình sẽ viết thử bằng mực đỏ các bạn nhé. Rồi, mình sẽ để ở đây. Cây bút này mình sẽ cất đi.